trên này các bạn xung quanh có sẵn tiện tỉa nè. Ồ, gấu kìa. Làm cho cảnh quan này thêm đặc biệt hơn. Em sẽ trái lên đây. Nếu bạn thấy vòng tròn trắng phía sau bông này, bạn lên như nước ạ. Con đực thì mới có sừng, còn con cái sẽ không có sừng. Và khi mà tới mùa giao phối thì con đực nào cái vòng tròn trắng phía sau bông càng to càng lớn càng sẵn. Đó là trong con đực sinh hoạt đẹp trai và thu hút những cái để cái hơn. À mà em nói như vậy thì ở nhà thì về nhà các anh không có quẻ cái vòng tròn trắng phía sau bông nha. Đi ngang luôn kìa, ngang lộ luôn kìa. Đi cắt bước, đeo đường thẳng nha, đeo thẳng nhất đẹp. Chân dài, chân dài tới nách luôn. Chân dài tới nách luôn. Ồ, ngủ đứng rồi, ngồi ngủ mà mắt. Các bạn này đứng, ăn đứng, ngủ đứng, ngủ đứng, cả sinh đẹp đứng luôn. Sao mà mắt? Hết pin nằm lắm. Đi đứng thôi. Mỗi ngày thì các bạn mua cơm cỡ dành khoảng tầm 2 giờ. Còn 20 giờ trong 10 ngày còn lại là để ăn rồi nha, là sẽ ăn. Kìa. Cho cơm ơn thì các bạn sẽ sản qua một phần tự nhiên. Tự do, sản luôn. Sản không có cái mặt hóa gia đình đâu. Mỗi bạn thì chiếm số lượng cực kỳ đông đúc ở đây. Yeah. Có mấy con con kìa, bên tờ đúng không? Ở đây trái là các bạn đang ăn lá keo đó. Bên tờ. Còn bên tay phải là đang ăn lá dừa. Lá dừa đang bỏ lá dừa, lá có cây dừa. Cây dừa. Và các bạn ở phía trong mà cái bộ lông màu đen đen đó, đây là bạn lớn tuổi nhất đó. Đây là những bạn bầu. Đây còn bên tay trái chúng ta một bạn người bạn đang mang bầu đây. Và ở phía bên tay phải chúng ta cho trong ngôi nhà mà nằm cùng với người bạn đây là những bạn linh dương sườn mát, cô là màu trắng và cái bạn này ở bên ngoài tự nhiên nó bị thiệt chủng cái gì mà chúng ta không chỉ thấy những bạn linh dương sườn mát thì những của bộ đồng thôi, bộ này không phải không linh dương người bạn. So they're not. Bây giờ chúng ta bắt đầu xuống giống như cái nhà định vị trí chúng em. Và cũng có một loài động vật giống như linh dương sườn mát, đó là linh dương sườn thẳng ăn gặp. Và hiện tại thì số lượng linh dương sườn thẳng ăn gặp đã được nhiều rồi và được đem thả về tự nhiên. Và hy vọng rằng trong tương lai thì những bạn linh dương sườn mát này cũng sẽ sinh sản rất là nhiều để có thể trở về được tự nhiên. Và bên tay trái chúng ta đây những bạn có cặp sừng rất là to lớn nè. Cái hình ảnh rất là lạ mắt đúng không ạ? Đây là những bạn còn dài cho Phi nè. Đây bên tay trái là bạn nữa, bạn đang tắm cát. Đang tắm cát, đang tắm cát. Đã bò dài cho Phi. Hay được gọi là bò Watusi. Đây là loài bò được một số dân tộc ở châu Phi á. Họ rất là sùng bái. Và họ cũng thường mang cái loài bò này làm cái sinh lễ cưới hỏi ở dân tộc của họ. Và đây là biểu tượng cho sự giàu có đấy nè. Người dân châu Phi thì cực kỳ tôn trọng cái loài bò này. Và cái cặp sừng của loài bò này khi mà phát triển nó sẽ dài khoảng tầm 2.5 mét. Và trung bình cân nặng tối đa của loài bò này là 800 kg. Và tuổi thọ của loài bò này thì chỉ có 25 năm thôi. Đây bên tay phải chúng ta là những bạn người bằng đây sinh sản việc mở các hóa gia đình. Đây là các đồng đúc. Và hiện tại số lượng trong khu vực này đã lên tới gần 200. Và bên tay phải chúng ta là nhà hàng mua cao cổ nè. Chúng ta có thể vào đây ăn uống nha, có thể giao luôn với các bạn mua cao cổ này luôn. Cho các bạn mua cao cổ nè. Ở đây thì cũng có một bạn mua cao cổ côn được sinh ra tại đây luôn. Bạn này được đặt tên là Sony, mới sinh ra cách đây tầm vài tháng thôi. Và khi vừa mới chào đời thì Sony cũng đã cao 1m8 rồi. Sony à? Và đến cuối đến cuối cùng trong hành trình tham quan đám hoang dẫn ta hôm nay. Và trước khi gia đình chúng ta xuống xe thì vui lòng kiểm tra hành lý của gia giúp em.
Ok, bạn Phương Cơ, xin chúc cho một ngày tham quan thật vui vẻ. Và năm mới thì cũng xin chúc cho mình thật nhiều hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Cảm ơn nhiều. Em còn đi à? Ô, còn nhớ xíu thế thôi. Còn nhớ xíu thế thôi. Ngu nó trẻ luôn. Em thấy luôn. Dạ, dạ, dạ. Này con gì? Này con gì chú? Con này con gì? Linh Dương, còn cái con nhỏ là con hung sao đó, nó vào cái mình nó có sao sao. Nay phải không? Nay là hôm sao, cái mình nó bong bong là mấy hôm sao. Quay chụp với nó qua kiến rồi. Dạ đi đi lang bang mọi người rồi. Này cô. Cô con dễ thương á. Con có sừng á. Hồ vàng chỉ có bạn đực mới có sừng à, bạn cái không có sừng. Mỗi mùng năm thì bạn hồ vàng thay sừng một lần luôn đi à. Sừng của bạn hồ sẽ gụng vào mùa đông và một lần sừng mới vào mùa xuân này. Chỉ có tôi tiếp theo trên đây. Ngày thay thay sừng 5 lần. Kỹ trong cái góc bên tay trái này ha. Kế cái bức tường luôn là thấy bằng ấy à. Không thấy. Không cắt rồi mình nuôi. Nuôi nuôi xong rồi cắt xong rồi khác không? Bạn hươu vàng này thì cực kỳ là quý hiếm luôn đó, không có nuôi được đâu nha. Phải nằm trong sách đỏ của thế giới đó. Có những bạn hươu nai bình thường thì có thể nuôi. Phía dưới là hồ. Đây lạc đà. Cái xe buýt đợi kìa. Nó mặt nó non quá à. Đà trắng á. Cái này chắc lâu lâu. Hoàng giả châu Phi, phải không? À, khai châu Phi. Ở đây là cái bộ sưu tập chim cả nhà. Rồi chim không? Coi chim không? Chim to, chim nhỏ, chim màu gì cũng có đó. Bạn này có cặp sừng thẳng đứng không? Dài có thể lên đến 1m2 lận. Linh Dương. Và khả năng thay đổi nhiệt độ cho cơ thể của mình luôn đi. Linh Dương sừng thẳng. Sừng của bạn Linh Dương thì chỉ mọc một lần duy nhất trong đời thôi, không mọc lại lần hai đâu. Gãy là coi như gãy luôn đấy. Làm tài xế kiêm hướng dẫn viên. Phía trước là nhà cô Bảo Hoa Mai đấy. Bên trong này có hai cá thể. Bảo. Nhìn kỹ bên tay phải ha, con bạn đang nằm nhưng bạn đang đi đấy. Đâu thấy đâu. Dạ con bên trái nè. Kìa kìa Bảo. Bảo con này nó nhỏ. Bảo à. Bảo thì trọng lượng tầm nhiêu đây là to nhất rồi. Hai con này năm nay tầm đâu đó 3 đến 4 năm tuổi thôi. Con này 120 mấy. Dạ, 120 là bạn báo cheetah đó à. Bạn ấy là động vật chạy nhanh nhất trên cạn. Còn bạn báo hoa mai thì chỉ tầm đâu đó 90 km/h. Báo đen phải không? Báo kia báo đen phải không? Không, bạn ấy cũng màu vàng luôn. Nhưng mà thân hình bạn ấy thon gọn hơn. Báo đen gọi là beo rồi. Được sinh khoảng một tuần nay thôi á. Linh Dương à. Đấy là Linh Dương sừng quét. Ủa, vậy là con cái với con đực cũng đều có sừng hết hả? Dạ đúng rồi, kể cả cái và đực. Nào lớn lên có bạn gái mới có sừng. Sừng dài ha. Đó là cưa sừng nha. Lúc đó có sừng nó mới hơi mệt nên cưa sừng. Và có bạn Linh Dương sừng kiếm nè. Rồi sừng kiếm rồi. Đó đó, thẳng thẳng với cong không? Sừng kiếm là sừng thẳng nè. Sừng đẹp, cái sừng nó cao. Đây là bông gô hay còn gọi là Linh Dương vàng. Linh Dương vàng, giống như ngựa vàng vậy hả? Bạn này sinh đâu đó khoảng gần một tháng nay thôi. Mùa này nó cũng sinh sản các bạn. Các bạn sinh sản khá là chậm.
tiếp theo bạn này khá là mạnh đây. Và đến từ châu Á. Bên tay trái có bò tót nè. Cơ bắp cũng cổ y như Phạm Văn Mách luôn. Đâu? Nhìn cái lưng trong trâu. Nhìn nói lại mà. Mấy con này phải cái màu đỏ xong hút lên bố. Trâu trâu. Này... À, mọi người đề là giúp em nha. Hôm Minh Minh. Con Minh. À, thực chất bạn này bị mù màu, bạn không phân biệt được màu đâu. Màu đỏ. Nên là bạn không phân biệt được, bạn không có hút màu đỏ đâu à. Kể không, cả màu đỏ luôn. Mặc áo màu đỏ giờ bạn cũng không có cái chế cho bạn đâu. Kể cả bò tóc Tây Ban Nha cũng vậy. Giống trâu bò là bị mù màu. Mà bạn hút là do cái hành động của mình tác động đến bạn làm bạn khó chịu bạn mới hút thôi. Chứ không phải do màu đỏ. Đúng rồi. Và bên tay phải của mình là hai bạn hổ bên gà này. Hổ bên gà. Là loài hổ lớn thứ hai thế giới sau loài hổ Siberia. Hai cá thể à. Lúc cao thì hổ. Hổ quá kìa. Kìa đây con còn kìa. Không, ở dưới nó có cái hồ đó. Gần gần cái bức tường nó có cái hồ không? Dạ, nó có một cái hàng dưới. Nó sâu xuống nó đâu bay được. Sâu rồi nó xa nữa. Bài luôn. Bạn ấy mà có cơ hội ra đây chắc em không dám đăng ký vô đây lái xe đâu ạ. Và tiếp theo đây là ngã tư Lạc Đà. Mình có nhu cầu tham quan khu phố bán hoa nhà lúc đó đây ấy. Thì mình di chuyển thẳng một hướng bên tay phải. Bây giờ mình xuống đây mình đi với châu nữa ha. Cả nhà đi lên xe buýt ha. Ok. Rồi. Tiếp xuống nữa. Ok, xin mời gia đình xuống đây tham quan nha. Thiên Nga. Chào những bạn Thiên Nga trắng đến từ châu Âu. Còn Thiên Nga đen người đến từ châu Úc à. Châu Úc Quyên ơi. À, bạn Thiên Nga thì sống với chung thủy ha. Một vợ một chồng sống đến cuối đời luôn nè. Không như bạn Hát Tinh Tinh lần kia, ba cô vợ đâu. Bên phía tay trái là nhà của bạn Heo Vòi Mã Lai, bạn đang nằm đây à? Sao có mình nó trắng trắng à? Dạ, bạn này có bộ lông rất đặc biệt luôn, hai màu thôi, trắng và đen. À, heo có mà. Dạ, bạn Heo Vòi Mã Lai là động vật hoạt động về đêm luôn. Ban ngày bạn này chỉ nằm ngủ thôi, ban đêm thì mới đi ra để đi dạo. Vậy mắt nó giống như mắt dơi à? Dạ. Khu vực này thì chỉ có một bạn heo vòi một thôi, và bạn là bạn được à? Trăng đi. Trắng nè. Cho em đen đen á, con này cũng mập nữa. Hãy quay hết biểu diễn bông chim đó. Nó còn không có giành nhau nữa, nó còn nhường nhau nữa nè. Lâm cụ đây thấy nhiều dê cụ đi tự do đi ra xe điện nè. Đây trên đường ga xe điện đến khu thú này nghe nói thú đi tự do